lại quý vị và các bạn trong chương trình Tự hào Tuyên Quang, một sân chơi bổ ích dành cho các bạn đoàn viên đang sinh hoạt tại các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang phối hợp với tỉnh đoàn Tuyên Quang thực hiện. Và xin trân trọng giới thiệu khách mời trong chương trình ngày hôm nay, đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy thưa quý vị và các bạn như thường lệ mỗi một chương trình chúng tôi sẽ mời ba bạn tham gia và các bạn sẽ lần lượt trải qua các phần thi giới thiệu thử tài hỏi nhanh đáp nhanh và tuyên quan trong tôi và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng làm quen với ba bạn chơi có mặt trong chương trình ngày hôm nay lời đầu tiên em xin gửi tới quý vị ban giám khảo quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào chân thiện nhất em xin tự giới thiệu em tên là lưu hoàng giang hiện đang công tác tại đơn vị phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh tuyên quang đến đây tham gia với mục đích là giao lưu học hỏi và tìm hiểu về Uh, truyền thống và lịch sử của tỉnh tuyên quang em rất mong được uh, sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị khán giả. Em xin chân cảm ơn. ơn ạ. Xin bạn tiếp theo. Vâng, lời đầu tiên cho em được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến ban giám khảo và đến tất cả mọi người có trong ở trường quay hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ma Mạnh Tùng đến từ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tuyên quang. Ngày hôm nay bản thân em đến đây mục đích là để giao lưu học hỏi và được trao dồi thêm kiến thức về lịch sử của tỉnh tuyên quang em xin được cảm ơn sự cổ vũ của tất cả mọi người ạ à. em xin hết ạ Lời đầu tiên cho phép em xin gửi tới à, chào đến tất cả các quý vị à, đang theo dõi chương trình Tự hào Tuyên Quang. Em tên là Hà Công Tuyên, hiện tại đang công tác tại Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đến với cuộc thi Tự hào Tuyên Quang ngày hôm nay thì bản thân à, à, với tinh thần giao lưu học hỏi à, nhằm à, thực hiện theo cái đề án số 06 ngày 31 tháng 5 năm 2022 của tỉnh ủy Tuyên Quang về giáo dục truyền thống cách mạng à, giai đoạn 2022 2025. Vâng và vừa rồi thì chúng ta đã vừa làm quen với ba bạn thí sinh tham gia trong chương trình ngày hôm nay và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thử tài. Ở phần thử tài, mỗi chương trình sẽ đưa ra hình ảnh về một địa danh lịch sử, di tích lịch sử, địa danh văn hóa làng nghề ẩm thực của tỉnh Tuyên Quang nhưng được che đi bằng các ô có số thứ tự từ 1 cho đến 6. Mỗi bạn sẽ lần lượt chọn mở một ô bất kỳ để nhận được câu hỏi liên quan đến hình ảnh đó. Với câu trả lời đúng, bạn sẽ được 5 điểm và phần hình ảnh che đi sẽ hiện lên. Nếu sai thì phần trả lời thuộc về hai bạn còn lại. Cứ thế lần lượt các bạn mở hết 6 ô. Trong quá trình mở ô, ai đoán được tên chính xác hình ảnh mà chương trình đưa ra thì dơ hoa lên để nhận quyền trả lời. Nếu trả lời đúng bạn sẽ được 20 điểm, trả lời sai thì sẽ mất lượt tham gia vào phần này. Vâng thưa quý vị, thưa các bạn, trên sân khấu lúc này đã có 6 ô số và 6 ô số này đã che đi một bức tranh gốc. Các bạn sẽ lựa chọn một ô số để nhận một câu hỏi Và các câu hỏi đều có liên quan tới các dữ liệu của bức tranh gốc à, Với mỗi một, một câu trả lời đúng thì các bạn sẽ giành được số điểm là 10 điểm Và khi các bạn trả lời đúng thì ô số đó sẽ được mở ra à, Khi mà trong quá trình các bạn có thể đoán được bức tranh gốc Thì các bạn có quyền dơ hoa để à, trả lời cho câu hỏi Nếu như các bạn không trả lời chính xác được bức tranh gốc Thì các bạn sẽ dừng phần thi thử tài ở đây Các bạn đã hiểu rõ thể lệ của phần thi chưa? Và ngay bây giờ thì mời bạn số 1 bạn sẽ lựa chọn ô số của mình. Ừ, em xin lựa chọn ô số 1 ạ. Câu hỏi dành cho ô số 1. Với ý đồ thôn tính Đông Dương, lần thứ 2, tháng 3 năm 1946, thực dân Pháp chia làm 3 cánh quân tiến đánh Lào. Các đơn vị Lào dưới sự chỉ huy trực tiếp của Hoàng thân Su Phan Vong, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Chính phủ Lâm Thời đã cùng với các lực lượng Việt Kiều sát cánh chống kẻ thù có vũ khí hiện đại. Nhưng để bảo vệ ngay vàng, quốc vương Lào Si Vang Vong đã bắt tay hợp tác với Pháp. Ngày 10 tháng 3 năm 1946, Pháp chiếm thị xã Sa Phản Kha Vệt. Ngày 24 tháng 4 năm 1946, thủ đô Viêng Chăn rơi vào tay thực dân Pháp. Ngày 13 tháng 5 năm 1946, Luông Pa Ban thất thủ. Trước tình thế khó khăn, xứ ủy Lào quyết định rút chính quyền và các đơn vị vũ trang khởi nghĩa ra khỏi các thành phố để bảo toàn lực lượng cách mạng phần lớn các lực lượng cách mạng lui về hoạt động trên một số địa bàn dọc vùng biên giới Lào Việt. Trước tình hình đó, nhận lời mời của Chủ tịch của Hồ Chí Minh, Hoàng thân Su Phan Hư Vong đã rời căn cứ kháng chiến Sầm Nưa vượt Trường Sơn sang Việt Nam vào khoảng thời gian nào? Dạ, em xin trả lời vào khoảng tháng 11 năm 1949 đó. Và đáp án mà chương trình đưa ra đó là tháng 11 năm 1949. Chúc mừng bạn, xin mời mở ô số 1. Tiếp theo xin mời bạn thứ hai bạn lựa chọn ô số nào? Em xin lựa chọn câu hỏi số 2 ạ. Câu hỏi dành cho ô số 2. Hoàng thân Xu Phan Vong từ ô chợ Dừa Hà Nội lên căn cứ Tân Trào Tuyên Quang vào thời gian nào? Em xin trả lời câu hỏi của mình là vào cuối tháng 12 năm 1949 ạ. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng bạn xin mời mở ô số 2. <laughs> Tiếp theo xin mời bạn thứ ba bạn lựa chọn ô số nào? Em xin phép lựa chọn ô số 6 ạ. Câu hỏi dành cho ô số 6, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào. Câu trả lời của em là ngày 5 tháng 9 năm 1962. Ạ. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng bạn và xin mời mở ô số 6. Ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với lựa trả lời thứ hai. Xin mời bạn số 1, bạn lựa chọn ô số nào? Em xin lựa chọn ô số 4. Ạ. Câu hỏi dành cho ô số 4, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Đảng Nhà nước Việt Nam đến Đá Bàn để hội đàm với các đồng chí lãnh đạo cách mạng Lào về việc xây dựng Đảng Mark Lê Linh chân chính ở Lào nhằm đáp ứng sự phát triển lớn mạnh của phong trào đấu tranh cách mạng Lào vào khoảng thời gian nào? Trả chào, là vào cuối tháng 12 năm 1950 ạ. Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bạn và xin mời mời ô số 4 ạ. <laughs> Tiếp theo xin mời bạn. Em xin lựa chọn câu hỏi số 5 ạ câu hỏi dành cho ô số 5 để trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo cách mạng Lào trong giai đoạn phát triển cách mạng mới, đoàn cán bộ cách mạng Lào đã rời Mỹ bằng tuyên quang về nước vào giữa năm 1951. Khi đoàn cách mạng cán bộ Lào về nước, có bao nhiêu du kích xã Mỹ Bằng đã đưa đoàn đến Nghệ An? Xin trả lời là có 15 du kích đã đưa đoàn từ xã Mỹ Bằng đến Nghệ An ạ. Đáp án của bạn hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn và xin mời mời ô số 5 ạ. và lúc này thì bạn thứ ba đã dơ hoa và bạn muốn trả lời bức tranh gốc xin mời bạn Dạ em thưa thưa chị là bức tranh gốc là di tích lịch sử cách mạng lào tại xã mỹ bằng huyện yên sơn tỉnh tuyên quang và xin chúc mừng bạn đây là một câu trả lời hoàn toàn chính xác chúng ta sẽ cùng quan sát bức tranh gốc đây chính là di tích lịch sử cách mạng lào ở xã mỹ bằng huyện yên sơn tỉnh tuyên quang Thưa quý vị và các bạn, như vậy là ba thí sinh của chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần thi thử tài. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đó là hỏi nhanh đáp nhanh. Ở phần hỏi nhanh đáp nhanh, chương trình sẽ đưa ra cho mỗi bạn 5 câu hỏi liên quan đến vấn đề văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị của tỉnh Tuyên Quang. Mỗi câu trả lời đúng, các bạn sẽ nhận được 10 điểm. Ở phần thi hỏi nhanh đáp nhanh thì chương trình sẽ dành cho mỗi bạn 5 câu hỏi và các bạn sẽ trả lời chính xác những câu hỏi này. Với mỗi một câu trả lời đúng thì các bạn sẽ giành được số điểm đó là 10 điểm. Các bạn đã hiểu rõ thể lệ chưa? Chúng ta đã sẵn sàng để bước vào phần thi này chưa? Xin mời bạn số 1. Câu hỏi thứ nhất, tại hội diễn nghệ thuật quần chúng các ca khúc cách mạng do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch tổ chức, Tuyên Quang đã giành được giải thưởng gì tại hội diễn? Thưa chị, đáp án là một huy chương vàng và một huy chương bạc ạ. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Câu hỏi thứ hai, người dao đỏ tại thôn Biến, xã Phúc Sơn, Lâm Bình từ bao lâu nay luôn làm tốt công tác gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình. Nơi đây đang sử dụng một dụng cụ dân tộc để lưu giữ một nét văn hóa truyền thống, đó là nét văn hóa nào? Thưa chị là thổi tù và. Đáp án của chương trình đưa ra đó là thổi tù và. Chúc mừng bạn. Câu hỏi thứ ba, người dao đỏ tại thôn Biến, xã Phúc Sơn, Lâm Bình có một điệu múa để tổ tiên nhìn thấy trong những dịp lễ hội Tết đến xuân về, đó là điệu múa nào? À thưa là điệu múa múa thần thông ạ. Đáp án hoàn toàn chính xác, chúc mừng bạn. Câu hỏi thứ tư, năm 2023, huyện Yên Sơn phấn đấu xây dựng thêm hai xã đạt chuẩn nông thôn mới, đó là các xã nào? Là xã Xuân Vân và xã Chiêu Yên của Yên Sơn. Đáp án của bạn hoàn toàn chính xác, chúc mừng bạn. Câu hỏi thứ năm, trong văn hóa tín ngưỡng của người giao thanh y, cuốn gia phả được viết bằng ngôn ngữ nào? À, ngôn ngữ là chữ Nôm giao ạ. Đáp án của bạn hoàn toàn chính xác và như vậy là bạn đã trả lời chính xác được cả 5 câu hỏi dành số điểm tối đa là 50 điểm. Xin chúc mừng bạn. Chúng ta sẽ đến với phần trả lời câu hỏi của bạn thứ hai. Câu hỏi dành cho bạn. Câu hỏi thứ nhất, đây là một nghi lễ độc đáo được đồng bào dân tộc Tày ở Tuyên Quang gìn giữ ngay lễ tổ chức để đánh dấu hết tháng riêng cùng với đó mang theo nhiều ước nguyện của bà con dân tộc. Đây là nghi lễ gì? Xin trả lời là lễ đắp nội của người dân tộc Tày ạ. Đáp án mà chương trình đưa ra đó chính là Tết đắp nội của đồng bào dân tộc Tài. Chúc mừng bạn. Câu hỏi thứ hai, Thiên viện Trúc Lâm Chính Pháp Tuyên Quang chính thức được xây từ năm 2019 tại địa điểm nào của tỉnh Tuyên Quang? Em xin trả lời là tại địa điểm xã Tràng Đà của thành phố Tuyên Quang ạ. Câu trả lời chính xác, chúc mừng bạn. Câu hỏi thứ ba, bánh chứng kiến Lâm Bình được lọt vào danh sách bao nhiêu món ăn đặc sắc nhất của Việt Nam? Em xin trả lời là được lọt vào 100 món ăn đặc sản Đáp án chương trình đưa ra đó là 100 món ăn đặc sắc nhất Việt Nam. Xin chúc mừng bạn. Câu hỏi thứ tư, ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang đã diễn ra khai mạc lễ hội kinh khí cầu quốc tế lần thứ mấy? Em xin trả lời là uh, lễ hội kinh khí cầu quốc tế lần thứ hai ạ. Đáp án của bạn hoàn toàn chính xác, chúc mừng bạn. Câu hỏi thứ năm, năm 2023, Ban thường vụ tỉnh đoàn Tuyên Quang đã tổ chức một cuộc thi để quảng bá rộng rãi hình ảnh du lịch của tỉnh Tuyên Quang đến bạn bè trong nước và quốc tế thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm. Bạn hay cho biết tên cuộc thi đó. Em xin trả lời là cuộc thi thiết kế mô hình check-in tuyên qua. Và đây là một đáp án chính xác và bạn cũng đã rất xuất sắc giành được số điểm tối đa ở phần thi này là 50 điểm. Xin chúc mừng bạn. À, tiếp theo xin mời bạn là thứ ba. Câu hỏi thứ nhất dành cho bạn. Trong nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, nội dung của đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 có nêu phấn đấu đến hết năm 2025 thu hút trên bao nhiêu khách du lịch? Đáp án của em là 2,6 triệu lượt khách du lịch ạ. Đáp án của bạn hoàn toàn chính xác, chúc mừng bạn. Câu hỏi thứ hai, chữ viết tượng hình của người Tày, chữ nôm Tày được lưu truyền để ghi lại những câu chuyện lịch sử, bài văn, bài thơ, tập tục, nét văn hóa truyền thống có tên gọi khác là gì? Có tên gọi khác là Sư Nam hay còn gọi là nôm Tày ạ. Câu hỏi tiếp theo dành cho bạn. Cách trung tâm xã Trung Minh, huyện Yên Sơn 10 km, đây là địa phương đang làm tốt công tác bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Mông, đó là địa phương nào? Câu trả lời của em là thôn Vàng On, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang ạ. Đáp án của bạn hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bạn. Câu hỏi tiếp theo, tại thôn Mãn Hóa, xã Đại Phú, huyện Sơn Dương có một nghệ nhân dân tộc Cao Lan đã dành cả đời nghiên cứu, phục dựng và bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa dân tộc mình, ông được coi là báu vật sống nơi miền sơn cước, người giữ lửa để những giá trị văn hóa được lưu truyền mãi mãi cho thế hệ sau, ông là ai? Đáp án của em là nghệ nhân nhân dân Sầm Văn Dừng, dân tộc Cao Lan ạ. Đáp án của bạn hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng bạn. Câu hỏi thứ 5, Thác Mơ, một địa danh nổi tiếng của huyện Na Hang có tên gọi khác là gì? Đáp án của em là Thác Bác Ban ạ. Đáp án của bạn hoàn toàn chính xác và bạn cũng đã trả lời chính xác được 5 câu hỏi ở phần thi này và giành số điểm tối đa là 50 điểm. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là ba bạn chơi trong chương trình ngày hôm nay rất am hiểu về văn hóa cũng như lịch sử của tỉnh Tuyên Quang. Bởi vậy thì cả ba bạn đều đã trả lời chính xác được cả năm câu hỏi và giành số điểm tối đa ở phần thi này, đó chính là 50 điểm. Một lần nữa chúng ta xin chúc mừng ba bạn. Thưa quý vị thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ tư cũng là phần thi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Phần thi có tên Tự hào Tuyên Quang. Ở phần tự hào Tuyên Quang, mỗi chương trình sẽ có một vị khách mời đến tham dự và đưa ra một chủ đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa, lịch sử, kinh tế, chính trị của tỉnh Tuyên Quang. Ba bạn sẽ lần lượt nói lên sự hiểu biết của mình về chủ đề mà khách mời đưa ra. Khách mời của chương trình sẽ nhận xét, chấm điểm cho ba bạn với số điểm tối đa là 60 điểm. Ở phần thi này thì khách mời của chương trình sẽ đưa ra câu hỏi để cả ba bạn sẽ cùng trả lời và đưa ra những ý kiến của riêng mình. À, xin trân trọng kính mời khách mời của chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Đức sẽ đưa ra câu hỏi ạ. Sau đây xin phép đưa ra câu hỏi đối với cả ba thí sinh. Với cái hiểu biết của mình, bạn hãy nêu cái vị thế vai trò của Tuyên Quang trong cách mạng tháng 8 năm 1945. À, xin mời cả ba thí sinh. Các bạn đã nghe rõ câu hỏi mà khách mời vừa đưa ra chưa? À, và bây giờ các bạn suy nghĩ để đưa ra ý kiến của mình thời gian dành cho ba bạn đã hết và ngay bây giờ xin mời bạn số 1 bạn sẽ đưa ra câu trả lời của mình dạ vâng trước tiên em xin cảm ơn ban giám khảo đã đưa ra câu hỏi cho cả ba thí sinh ạ em xin trả lời câu hỏi của mình ạ về vị trí vai trò của tỉnh tuyên quang với Cách mạng tháng Tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi thì trước tiên về vị trí thì tỉnh tuyên quang nằm ở vị trí thiên thời địa lợi nhân hòa tuyên quang được chọn làm căn cứ địa cách mạng thủ đô khu giải phóng trung tâm lãnh đạo cách mạng của cả nước Với bề dày truyền thống yêu nước nhân dân các dân tộc tuyên quang đoàn kết một lòng theo đảng góp phần quan trọng làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi về vai trò của tỉnh tuyên quang đối với cuộc cách mạng tháng tám năm thì thứ nhất là uh, tuyên quang là địa phương sớm xây dựng được uh, cơ sở chính trị vững mạnh uh, khởi nghĩa giành thắng lợi uh, cấp xã cấp châu uh, thành công sớm so với cả nước đáp ứng uh, đủ yêu cầu uh, điều kiện để uh, vị lãnh tụ uh, hồ chí minh và uh, trung ương đảng ở và lãnh đạo uh, cách mạng tháng 8 năm một và thứ hai là với tinh thần uh, yêu nước và uh, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Trước uh, điều kiện kinh tế còn đang gặp nhiều khó khăn, uh, nhân dân uh, tỉnh Tuyên Quang đã cố gắng vượt lên đáp ứng uh, cao nhất nhu cầu uh, của các anh bạn tám và thứ ba là với vị thế là thủ đô giải phóng tuyên quang đã bảo vệ an toàn uh, lãnh tụ căn cứ cách mạng và uh, cán bộ cách mạng và thứ tư là uh, thị xã Tuyên Quang được giải phóng là góp phần quan trọng vào thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945 ạ. Em xin hết ạ. Xin cảm ơn bạn. Tiếp theo xin mời bạn thứ hai. Em xin cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Em xin trả lời như sau. Vào đầu năm 1945 thì, thì tình hình thế giới có nhiều biến động tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng Việt Nam. Lúc này thì Trung ương Đảng đã ra chỉ thị là Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta với vị thế thiên thời địa lợi nhân hòa thì xã Tân Trào huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang đã được lựa chọn là căn cứ cách mạng thủ đô khu giải phóng. Ngày mùng 9 tháng 3 năm 1945 thì Nhật đảo chính Pháp. Lúc này thì tạo điều kiện thuận lợi nhận được chỉ thị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thì đồng chí Võ Nguyên Giáp đã đến Kim Quan Thượng ở khu vực xã Tân Trào và đã cùng với lại ban quản lý uh, khu Nguyễn Huệ để uh, chọn uh, xã Tân Trào là căn cứ cách mạng để chỉ huy kháng chiến. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc thì rời Bắc Bó Cao Bằng đến ngày 21 tháng 5 năm 1945 đến Tuyên Quang và đến ngày mùng 4 tháng 6 năm 1945 thì uh, sau khi uh, nghe báo cáo thì đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã quyết định là thành lập khu giải phóng gồm có các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn. Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang và Lạng Sơn và lựa chọn Tân Trào là thủ đô kháng chiến để chỉ huy. Với vị thế như vậy thì Tuyên Quang có những vai trò rất là quan trọng. Thứ nhất đó là xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh ở các châu, các xã, châu tự do ở khu vực Thượng huyện Sơn Dương thì là châu đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang nói riêng và cả nước lúc bấy giờ nói chung là căn cứ để phát triển cách mạng. Hai là nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang thì rất là đồng lòng, sẵn sàng ủng hộ, đóng góp trên 100 tấn lương thực gồm có là châu, bò, lợn, gà, muối, thóc. Thứ ba là nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang là đồng lòng bảo vệ các vị lãnh tụ cán bộ cách mạng và căn cứ trụ sở cơ quan và cuối cùng là giải phóng thị xã Tuyên Quang cũng góp phần là để tiến tới thành công của cách mạng tháng 8 thoát khỏi ách nô lệ và tiến tới độc lập tự do em xin hết ạ. Tiếp theo xin mời bạn là số 3. Em xin được cảm ơn câu hỏi của chương trình ạ. sau đây em xin phép được trả lời câu hỏi của mình ạ. về vị trí và vai trò của Tuyên Quang trong cách mạng tháng 8 năm 1945, đầu năm 1945 thì tình hình thế giới có nhiều thay đổi và có lợi cho ta. À, từ đó thì à, chỉ thị của Trung ương Đảng là à, với chỉ thị là Nhật pháp bắn nhau và hành động của chúng ta thì tại vị trí tuyên quang với vị trí thiên thời địa lợi nhân hòa bởi vì và hoàn cảnh thế giới lúc này thì Hồng quân Liên Xô đánh phát xít Đức và phát xít Đức thua trong những trận liên tiếp. Ngày mùng 9 tháng 3 năm 1945 thì Nhật đảo chính Pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng Việt Nam lúc này. Tình hình thế giới có nhiều thay đổi và tình hình trong nước cũng có nhiều thay đổi làm cho cách mạng Việt Nam cũng có nhiều thuận lợi. Từ đó thì Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã giao quyết định cho đồng chí Võ Nguyên Giáp phải tìm vùng căn cứ ở Cao Bắc Lạng à vùng mạn Thái Nguyên và Tuyên Quang. Thì khi nhận được chỉ thị đó thì đồng chí Võ Nguyên Giáp đã tìm à, địa điểm đó là vùng à, Kim Quan thượng à, nay là Tân Trào của Sơn Dương Tuyên Quang và lựa chọn là Tân Trào là 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 thủ đô khu giải phóng, à, thủ đô kháng chiến của cả nước. Thì ngay sau đó thì ngày 21 tháng 5 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Bắc bó Cao Bằng đến với Tuyên Quang, đến với Tân Trào Tuyên Quang thì đã à, giao chỉ thị là phải lựa chọn các tỉnh cao bắc lạng thái tuyên hà là vùng căn cứ địa cách mạng và tân trào đã trở thành thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến của cả nước với vai trò thứ nhất lòng dân tuyên quang thì có cơ sở chính quyền mạnh các châu các xã của tuyên quang giành khởi nghĩa thắng lợi liên tục và các các xã đó thì là giành chính quyền sớm nhất trong cả nước. Thứ hai là à, lòng dân Tuyên Quang luôn tin theo con đường của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Thứ ba là quân và dân Tuyên Quang đều à, bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ à, Trung ương Đảng và chính phủ trong suốt thời gian kháng chiến. Thứ tư là giải phóng thị xã Tuyên Quang đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Bản quân lệnh số 1 phát đi từ Tân Trào Tuyên Quang và khắp nơi trên cả nước đâu đâu cũng cờ đỏ sao vàng để à, tiến tới Thời như tháng 8 năm 1945, lòng dân tuyên quang vẫn hướng về cách mạng, hướng về chính phủ. Và từ đó thì mỗi người dân tuyên quang ngày hôm nay cũng tự hào về truyền thống của quê hương cách mạng anh hùng là thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến. Em xin hết câu trả lời của mình ạ. Xin cảm ơn bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là cả ba bạn chơi trong chương trình ngày hôm nay đã vừa đưa ra những câu trả lời của mình. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Đức sẽ lên nhận xét và chấm điểm cho ba bạn. Chúc mừng cả ba thí sinh đã trả lời được cái phần câu hỏi mà khách mời đưa ra. Thì nhìn chung là cơ bản là các thí sinh đều trả lời tập trung vào những cái nội dung rất là sát. Chúng ta biết rằng là trong Cách mạng tháng 8 thì tuyên quang có một cái vị thế vai trò đặc biệt quan trọng. Đặc biệt quan trọng ở chỗ nào? Uh, nó đặc biệt quan trọng ở chỗ mà được Đảng Bắc Hồ lựa chọn làm thủ đô của khu giải phóng. Thế yeah. mà chúng ta biết rằng là sau 30 năm tìm đường cứu nước thì năm 1941 bác uh, đã trở về Bắc bó Cao Bằng và ngày 19 tháng 5 năm 1941 thì thành lập mặt trận Việt Minh. Và cũng từ Cao Bằng thì bác đã có cái chủ trương để mở rộng xuống khu vực phía Nam và À, đến năm 1945 thì tình hình thế giới và trong nước có những cái chuyển biến có lợi cho cách mạng. Thì à, bác Hồ đã giao cho đại tướng Võ Nguyên Giáp à, lựa chọn khu vực à, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và căn cứ vào tình hình như vậy thì đại tướng Võ Nguyên Giáp đã sau khi à, phân tích tình hình cũng như là bàn bạc với các đồng chí à, lãnh đạo cách mạng thì đã lựa chọn vùng Tân Trào Tuyên Quang làm căn cứ địa cách mạng và là thủ đô khu giải phóng là trong cách mạng 8. Thế và với cái vai trò là thủ đô khu giải phóng thì cái vị thế của Tuyên Quang được khẳng định đây là một cái vùng coi như có một cái vị thế rất lớn và vai trò cũng đã được khắc họa rất là rõ rệt ở một số các cái nội dung sau Thứ nhất là quân và dân Tuyên Quang đã đóng vai trò rất là quan trọng trong việc bảo vệ cái căn cứ địa cách mạng, cơ quan đầu não kháng chiến của cả nước, đúng không ạ? Bởi vì là bác Hồ về đây cùng với bác Hồ là đồng chí Võ Nguyên Giáp và rất nhiều những đồng chí lãnh đạo Đảng đã đã về đây. Ví dụ như đồng chí Trường Trinh, đồng chí Hoàng Quốc Việt, vân vân. Tóm lại là tại đây cũng đã diễn ra những cái hội nghị rất là lớn để quyết định cho cái cuộc tổng khởi nghĩa đó là của hội nghị toàn quốc của Đảng và quốc dân đại hội Tân Trào và, và quy định quốc kỳ quốc ca ra bản quân lệnh số 1 và quyết định tổng khởi nghĩa cũng từ tuyên quang. Đấy, chúng ta phải khẳng định. Cái nội dung thứ hai nữa, cái vị thế vai trò nó được thể hiện nữa đó là tuyên quang Ờ, đã đáp ứng cái yêu cầu lương thực thực phẩm cho cách mạng. Và như các bạn cũng đã vừa nêu rồi, dân Tân Trào liên quang đã cung cấp trên 100 tấn lương thực đúng không ạ? Để phục vụ cho các đồng chí lãnh đạo của Đảng. Cùng với đó là nhường cơm, rồi là xẻ áo, rồi là cung cấp vật lực để xây dựng các cái cơ sở phục vụ cho 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 cơ quan đầu não các anh chị. Và đặc biệt nữa đó là Tuyên Quang cũng đã tiến hành các cái cuộc khởi nghĩa để làm ban đạp cho hàng loạt những cuộc khởi nghĩa khác tiến ra diễn ra trên địa bàn toàn quốc và kết thúc bằng cái cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 thành công. Đấy là đấy là những cái vị trí rất lớn của Tuyên Quang và cả ba thí sinh thì về cơ bản cũng đã trả lời rất sát cái cái nội dung này thế nhưng mà đồng chí thí sinh số 3 thì trả lời rất là, là là, là, rõ ràng rất nhiều cung cấp rất nhiều sự kiện có một cái cái là lúc này là thủ đô khu giải phóng chứ chưa chưa phải là thủ đô kháng chiến và thủ đô kháng chiến là sau này khi mà, mà 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 thực dân pháp quay trở lại xâm lược nước ta thì một lần nữa tuyên quang mới mới trở thành thủ đô kháng chiến lúc bây giờ thế còn thí sinh số 1 thì cũng đã trả lời rất là là là, là, là rõ ràng những cái nội dung và thí sinh số 2 thì cũng cũng vậy nhưng mà nếu đánh giá để đảm bảo chính xác thì tôi tôi xin có ý kiến này thí sinh số 2 thì sẽ là 50 điểm còn số 1 và số 3 là hai đồng chí là là 45 điểm vâng ạ xin cảm ơn đồng chí ạ cảm ơn đồng chí Xin cảm ơn phần nhận xét và chấm điểm của khách mời của chương trình. Và thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là ba bạn chơi trong chương trình ngày hôm nay đều đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và chúng tôi xin được công bố số điểm. Bạn số 1, phần thi thử tài được 20 điểm. Phần thi hỏi nhanh đáp nhanh được 50 điểm và phần thi tự hào tuyên quang được 45 điểm. Tổng số điểm của bạn là 115 điểm. Bạn chơi số 2, phần thử tài được 50 điểm. Phần hỏi nhanh đáp nhanh được 50 điểm và phần tự hào tuyên quang được 50 điểm. Tổng số điểm của bạn là 120 điểm bạn chơi số 3 phần thử tài được 30 điểm, phần thi hỏi nhanh đáp nhanh được 50 điểm, phần thi tự hào tuyên quang được 45 điểm, tổng số điểm của bạn là 125 điểm. Với số điểm 125 điểm thì bạn Tuyên đã giành chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay, xin chúc mừng bạn. Đứng ở vị trí thứ hai đó là bạn Ma Mạnh Tùng, xin chúc mừng bạn. Đứng ở vị trí thứ ba đó là bạn Lưu Hoàng Giang, xin chúc mừng bạn và xin mời cả ba bạn đã sẽ bước lên phía trước nhận quà của chương trình xin trân trọng kính mời đồng chí nguyễn văn đức sẽ lên trao quà cho cả ba ừ. bạn chơi ạ Cho các bạn chương trình tự hào tuyên quang do đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên quang phối hợp với tỉnh đoàn tuyên quang tổ chức đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau